Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận tứ kết bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của FC Đồng Đội và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của tỉnh Hưng Yên trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi tranh cúp Manulife mở rộng năm 2021 tại Bắc Giang. Ở trận đấu này thì các cầu thủ của Hưng Yên trong trang phục áo đỏ phía gần này các bạn và các cầu thủ của FC Đồng Đội phía xa mà các bạn. Điểm số bây giờ là 1-0 nhưng về tuyển FC Đồng Đội. Không được rồi. Thêm một điểm nữa cho FC Đồng Đội. 2-0. Cũng báo cáo với các bạn là trận đấu này được diễn ra tại sân thi đấu thể thao người cao tuổi của tỉnh Bắc Giang. Bây giờ là bóng đã chạm bóng ten. Điểm số đầu tiên cho trận đấu tuyển Hưng Yên 1-2. Bên tuyển Hưng Yên phát bóng. Tấn công thành công. Bây giờ là pha tấn công của các cầu thủ Hưng Yên bị các cầu thủ FC Đồng Đội bắt bài. Điểm 3-1 cho FC Đồng Đội. Còn hai quả đầu vẫn to gì. Bước vào trận đấu này thì hai đội được đánh giá là ngang tài ngang sức. Cũng như thưa quý vị khán giả, nhiều pha bóng rất đẹp mắt. 4-1 cho FC Đồng Đội. FC Đồng Đội có màn khởi đầu trận đấu rất tuyệt vời. Đây là trận đấu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm chủ nhật vừa rồi. Đội điểm cho Hưng Yên 2-4. Quý vị và các bạn xem video nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Ở giải đấu này thì mình có hai máy quay, mình quay được khoảng 70% số trận đấu diễn ra của ngày thi đấu với môn bóng chuyền hơi nữ. Mình sẽ làm bây giờ mình làm đến đâu mình đang lên đấy ở kênh Trường Xuân và kênh Thanh Trường Vlog các bạn nhé. Quý vị và các bạn muốn xem trận đấu của mình thì các bạn hãy tìm là tên trận đấu đội mình và tên trận đấu của đối phương là lên trận đấu của mình thôi. Ví dụ ở trận đấu này các bạn ghi là bóng chuyền hơi Hưng Yên FC Đồng Đội là lên đúng trận đấu này các bạn nhé. Vừa rồi là trọng tài xác định bóng đã chạm vật chạm cây. Điểm cho Hưng Yên 4-0. Trọng tài đã thổi còi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Hưng Yên. Điểm 5-4 cho FC Đồng Đội. Pha phát bóng ăn đường ngay của các cầu thủ FC Đồng Đội. Điểm cho 6-4 cho FC Đồng Đội. Vì trận đấu này thì trực tiếp mình đi quay vào mình xem tất cả các trận đấu thì trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của FC Đồng Đội. Điểm 5-6 cho Hưng Yên. Pha phát bóng ăn điểm ngay của các cầu thủ Hưng Yên. Chủ công số 15 là cầu thủ chủ công xuất sắc nhất đội tuyển Hưng Yên. Tỷ số cân bằng 6-6. Và phát bóng điểm ngay 7-6 cho Hưng Yên. Lần đầu tiên trong trận đấu thì đội tuyển Hưng Yên về đến trước. Bên tuyển FC Đồng Đội xin lỗi ý, mình đã cắt phần hội ý rồi. Bóng ngoài sân 8-6 cho Hưng Yên. Bóng không có lưới. Đội điểm cho FC Đồng Đội 7-8. Thì với trận đấu này mình để ý thấy với tất cả các cái giải đấu này ở ban tổ chức, đặc biệt là hàng ngũ trọng tài rất bắt chặt lỗi bê bóng, tức là đúng bóng hơi thấp, không cầm một tí là bắt, hoặc là đỡ bóng một tay mà nghe quẹt cái là trọng tài thổi còi. Cái lỗi này là các cái giải mình ít thấy hơn, nhưng ở giải này phải nói là trọng tài bắt rất chặt. Một lần nữa các cầu thủ của Hưng Yên vẫn lên dẫn trước 9-8.
bóng thành công. Pha ghi điểm rất nhanh, rất nhàn nhã của cầu thủ số 15. 18 cho Hưng Yên. Trọng tài đã thổi còi. Trọng tài đã thổi còi, trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Hưng Yên. 9-10. Tỷ số cân bằng 10 đều. Vừa rồi trọng tài bắt lỗi giẫm vạch của số 10 bên tuyển Hưng Yên. Phản ứng của khán giả và phản ứng của huấn luyện viên bên tuyển Hưng Yên với trọng tài. Vẫn còn. Pha bóng rất dài, đứa nào giành điểm ở pha bóng ở đây. Cuối cùng thì các cầu thủ Hưng Yên đã giành điểm trong pha bóng vừa rồi. 11-10 cho Hưng Yên. Rất tiếc một pha không hiểu ý nhau của các cầu thủ FC đồng đội. Theo mình nghĩ pha bóng vừa rồi là lỗi của bạn Đeo Kính. Chuyền một họ đỡ lên rồi nhưng chuyền hai lại dẹ, chuyền hai lại dẹ. Chắn bóng thành công. 13-10. Phát xít lên điểm, 3 điểm liền của các cầu thủ Hưng Yên. Nhận bóng tốt. Bóng vào. Trọng tài xác định bóng chưa chạm tay. 14-10 cho Hưng Yên. Hello gì em? Anh xóa hết rồi. Điểm số bây giờ là 11-14. Không được rồi, bóng ngoài sân. 15-11 cho các cầu thủ Hưng Yên. Ban tổ chức xin thông báo trên sân số 1 đội Việt Hồng và đội Vân Hà vẫn còn thi đấu pha bóng rất dài và sân khởi động thi đấu trận bán kết 1 đội Vân Hà và đội Việt Hồng, hai đội rất mạnh của Hà Nội. Trên sân số 2 10 phút nữa sẽ là đội đoàn kết và đội Yên Phong. Bóng ngoài sân rồi, đội điểm cho FC đồng đội. 12-15. Trọng tài đã thổi còi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ của Hưng Yên. Điểm 13-15 cho FC đồng đội. Trong trên sân số 1 trọng tài Việt sẽ là trọng tài. Đánh bóng thành công. Trọng tài Hòa sẽ là trọng tài 2. 14-15 cho FC đồng đội.
bóng ngoài sân rồi, tỷ số cân bằng. Như vậy trọng tài xác định là bóng đã chạm tay các cầu thủ FC Hồng Ngự ra ngoài sân, điểm 16-14. Trọng tài xác định bóng vừa rồi là bóng chưa qua lưới, chính xác trọng tài bắt pha bóng vừa rồi là rất chính xác. 15-16 cho FC Hồng Ngự. Xin mời trọng tài Âu về sân số 2 ạ. Điểm cho Hưng Yên 17-15. Đổi điểm cho FC Đồng Đội 16-17. Còn là diễn biến của trận đấu thứ nhất này, phải nói hai đội giằng co nhau từng hiệp một. Qua cái giải đấu này mình trực tiếp mình đi quay vào, mình thấy cái hàng ngũ trọng tài của cái giải bóng truyền hình nữ này thực sự nó là rất yếu kém, khâu tổ chức trọng tài rất yếu kém. Mình thấy ví dụ như là với một cái giải vòng loại trực tiếp như thế này, tứ kết như thế này mà với trận tứ kết như thế này mà chỉ có một trọng tài chính, không có trọng tài viên, mặc dù trọng tài thứ hai là trọng tài bắt vạch kia chỉ gần như là chỉ đứng làm vì. Tỷ số bây giờ là 17 đều, chỉ đứng làm vì thôi. Thực ra các bạn xem lại video với rất nhiều lỗi của hai đội. Đặc biệt là trọng tài viên, không có một trọng tài viên nào, trọng tài viên để khán giả hô thì không, mình cảm giác là không công bằng cho hai đội. Vừa rồi là điểm cho Hưng Yên 18-17. Tất cả các cầu thủ đến với giải đấu này cơ bản là với tinh thần ham mê. Có những đội vượt hàng trăm cây số các bạn nhé, có những đội vượt hơn 100 cây số đến với sân thi đấu. Ví dụ đội Lạng Sơn chẳng hạn, họ cũng vượt hàng trăm cây số, hơn 100 cây số đến với giải đấu. Điểm 19-17, khoảng cách 2 điểm cho các cầu thủ Hưng Yên. Nền bóng chuyền hơi của Hưng Yên qua các cái giải đấu lớn của Bắc Giang vừa rồi mình thấy là phát triển rất tốt, đặc biệt là ở cái giải đấu bóng chuyền hơi miền Bắc lần thứ nhất tổ chức năm 2020, mình thấy đội hình thế của Hưng Yên rất mạnh, có một trận đấu đẹp mắt với tuyển Thái Nguyên là bóng tốt. Bóng đá chạm tay các cầu thủ của FC Hồng Ngự ra ngoài sân, điểm 20-17 cho Hưng Yên, khoảng cách chỉ còn một điểm, cách chiến thắng chỉ còn một bàn. Ở giải đấu này ban tổ chức áp dụng bàn thắng vàng, đội nào đến điểm 21 trước là đội đó giành chiến thắng. Bóng ngoài sân rồi, như vậy kết thúc trận đấu thứ nhất thì đội tuyển Hưng Yên giành chiến thắng trước đội tuyển Hồng Ngự với tỷ số là 21-17. Và hai đội đổi sân tiếp tục thi đấu trận đấu thứ hai. Sang trận đấu thứ hai thì các cầu thủ của FC Đồng Đội phía gần mà này các bạn, và các cầu thủ của Hưng Yên phía xa mà này các bạn. Ngay vào cái pha bóng đầu tiên, pha bóng đầu tiên của trận đấu thứ hai rất dài. Cuối cùng thì các cầu thủ đã FC Đồng Đội đã ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu thứ hai. Điểm số bây giờ là 1-0 như về tuyển Đồng Đội. Rồi là bóng trong ngoài sân, trọng tài xác định bóng ngoài sân, điểm 2-0 cho Đồng Đội. Bỏ nhỏ thành công. Rồi là bên Hưng Yên có một pha bỏ nhỏ nửa đập nửa thả rất tuyệt vời. Điểm số đầu tiên của trận đấu cho Hưng Yên 1-2. Pha phát bóng có điểm ngay là các cầu thủ của Đồng Đội không tập trung trong pha bóng vừa rồi.
Điểm số cân bằng 2 đều. Bên tuyển nhân phá bóng. Bóng không qua lưới rồi. 3-2 cho Hưng Yên. Ở cái góc quay này thì thi thoảng hay có người đi lại qua lại, các bạn rất thông cảm các bạn nhé. Vì chỗ này nó ngay cái cửa đi lại. Bước vào trận đấu này thì hai đội được đánh giá là ngang tài ngang sức. Vẫn còn. Bóng ngoài sân rồi. Vừa rồi là pha bóng đã chạm tay các cầu thủ của FC Đồng Đội ra ngoài sân. Điểm 4-2 cho Hưng Yên. Liên tiếp dẫn điểm trong những phút vừa qua. 5-2 cho Hưng Yên. 6-2 Hưng Yên liên tục. Đó là các cầu thủ của Đồng Đội. Các cầu thủ Đồng Đội xin hội ý. Trận đấu tiếp tục, mình đã cắt phần hội ý rồi. Bóng ngoài sân. Đổi điểm cho FC Đồng Đội 3-6. Đội bóng tốt. Rơi điện thoại. 7-3. Mình đang mãi nhìn sân bên kia không kịp rơi hết cả điện thoại. Đang mày nhìn sân xem cái trận đấu sân bên Thái Nguyên và Ba Vì. Trận đấu tiếp tục, tỷ số vẫn là 7-3. Quả bóng rất dài. Quả bóng tốt. Điểm cho Hưng Yên 8-3. Vừa rồi mới đang mải nhìn cái trận đấu của sân bên. Thế là bóng đập tim tim máy, tim trên máy. Chắn bóng thành công và tấn công của các cầu thủ FC Đồng Đội bị Hưng Yên bắt bài. 9-3, khoảng cách 6 điểm. Một phát xích lên điểm rất nhanh của các cầu thủ Hưng Yên. Bước vào trận đấu này thì các cầu thủ đã qua hai đội, đã trải qua vòng loại đội tuyển Hưng Yên với nhất bảng và Đồng Đội FC Đồng Đội nhì bảng. Đội bóng tốt. Đây là cầu công số 83 bên tuyển FC Đồng Đội. Pha tấn công rất đẹp mắt, nâng điểm số của FC Đồng Đội lên 5-9. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. 6-9 cho FC Đồng Đội. Lần này thì bóng ngoài sân rồi. 10-6 cho Hưng Yên. Đập bóng tốt và nhảy đập đầy uy lực của chủ công số 22 bên tuyển FC Đồng Đội. Mặc dù ở đầu sân cánh chân bên phải cũng đã chạm tay chắn các cầu thủ của Hưng Yên ra ngoài sân. Rất tiếc cho FC Đồng Đội, lại một pha phát bóng không qua không thành công. Tỷ số bây giờ là
11-6. Mình nhìn thấy cái bảng số của trọng tài bàn không được biển, đúng ra mình đang lưỡng lự, lật muộn quá. 12, tỷ số bây giờ là 12-7 các bạn nhé, 12-7 theo bảng số của ban trọng tài. Điểm cho trọng tài xác định bóng trong sân, điểm cho Hưng Yên 13-7. Chắn bóng thành công 14-7, khoảng cách nhân đôi cho các cầu thủ Hưng Yên. Từ giải miền Bắc lẫn giải khi thăng đội tuyển Hưng Yên tham dự giải đấu nào cũng là đội tuyển rất mạnh. Mười lăm bảy cho Hưng Yên. Mình nhớ rất nhớ ấn tượng cái trận Hưng Yên với Thái Nguyên ở giải miền Bắc năm 2020, một trận đấu hay nhất giải. 1 giọt thành công, đổi điểm cho FC Đồng Đội 85. Rất tiếc hai pha phát bóng hỏng của các cầu thủ FC Đồng Đội. 16-8. Như vậy trọng tài xác định bóng đã chạm tay các cầu thủ của FC Đồng Đội ra ngoài sân. Điểm cho Hưng Yên 17-8. Bóng không qua lưới, pha tấn công của các cầu thủ bóng không qua lưới. Điểm số được nâng lên cho FC Đồng Đội 97. Bóng ngoài sân, điểm 18-9 cho Hưng Yên. Mình cũng thấy một điều rất chi là đặc biệt là ở giải đấu này. Ở giải đấu này, thực sự mà nói là ban tổ chức cái khâu trọng tài rất, phải nói là nếu như không nói là rất kém. Với một trận đấu vào vòng loại trực, vòng loại trực tiếp như thế này, một trận đấu không có trọng tài chính, không có trọng tài viên, không có trọng tài bắt vạch. Ban tổ chức xin thông báo, xin mời đội Gia Bình và đội Làng Giang. Điểm số bây giờ là 10-18 cho FC Đồng Đội. Mười chín mười cho Hưng Yên. Một trận tư đập bóng không qua lưới. 20-10, khoảng cách nhân đôi rất an toàn ở giải đấu này. Ban tổ chức áp dụng sẽ đấu 21 và áp dụng bàn thắng vàng, đội tuyển nào giành 21 trước là đội đó giành chiến thắng. Bóng ngoài sân rồi, đổi điểm cho FC Đồng Đội 11-20. Và xác định bóng ngoài sân, điểm cho FC Đồng Đội 12-20. Ở trận đấu này báo cáo các bạn là mình chỉ quay được một trận đấu, đây là trận đấu thứ hai. Ở trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ của Hưng Yên đã giành chiến thắng trước FC Đồng Đội, đây là trận đấu thứ hai, báo cáo các bạn là như vậy. Rất tiếc cho các cầu thủ FC Đồng Đội,
Như vậy kết thúc trận đấu thứ hai thì đội tuyển Hưng Yên thắng đội tuyển Thanh Xuân Hà Nội với tỷ số 21-12 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0 đi vào trận bán kết.